khoảnh khắc đáng chú ý đến trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Duhai tại cúp C1 châu Á vào ngày 25 tháng 10. Sau một pha va chạm, trung vệ mang áo số 5 Anamri, Al Nassr, không may gặp phải chấn thương, phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Vào lúc này, máy quay bất ngờ bắt được cảnh siêu sao Ronaldo đang dùng miệng để tháo dây giày cho người đồng đội Anamri. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ thán phục, dành lời khen cho siêu sao 38 tuổi. Họ nói rằng Ronaldo là cầu thủ kiêu ngạo nhưng hành động vừa qua của Ronaldo đã đập tan điều đó, một tài khoản bình luận. Trong khi đó, Al Nassr John cho rằng Ronaldo đã có một việc làm tuyệt vời, xứng đáng với vai trò người đội trưởng. Trở lại với màn so tài cùng Al Duhai, Ronaldo đã bỏ túi cú đúp giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc 4-3. Thành tích trên giúp CR7 nâng tổng số bàn thắng ghi được trong năm 2023 lên con số 43 bàn, cao nhất thế giới. Tối 28 tháng 10, Ronaldo cùng các đồng đội sẽ có trận gặp Al Fayha tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.